Mình chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Và hôm nay em lại có một cái bất động sản ở khu vực ngay trung tâm của thị xã Hòa Thành nha bà con. Phía sau lưng em có một cái nhà thi đấu, một cái sân banh của thị xã Hòa Thành. Đây là sân banh của thị xã Hòa Thành nè. Vừa có nhà thi đấu vừa có sân banh luôn. Rất là lớn nha bà con mình. Khu vực này rất là lớn luôn. Và đường xá ở khu vực này thì đều đã được lên nhựa hết rồi nha bà con. Đây, con đường này cũng được lên nhựa nè. Đường này á, thì bà con mình sẽ đi ra. Bà con mình đi theo hướng này thì mình sẽ đi ra đường ao hồ nha bà con. Và cái con đường này á, là cái con đường liên xã. Con đường nối giữa phường Hiệp Tân và phường Long Hoa nha bà con. Và theo hướng này thì bà con mình đi khoảng 500m, khoảng 300m thì mình sẽ ra đến đường ao hồ phía ngoài, đường Phạm Văn Đồng á bà con. Mình đi theo đường này, đi khoảng 300m. Còn cái đường ngược lại á, bà con mình đi cũng khoảng 300m á, thì bà con mình sẽ ra được đường Châu Văn Liêm, đi ra ngay khu vực chùa đó, ngay khu vực chùa Tòa Thánh đó bà con. Đó là bà con mình sẽ đi theo lối này nha. Thì khu vực này thì rất là sầm uất luôn, bà con thấy nè, đường thì là đều là đường nhựa hết. Nhà cửa dân cư bà con mình ở rất là đông luôn. Kế bên thì mình có một cái nhà thi đấu, một cái sân vận động của thị xã Hòa Thành. Và ngay khu vực này, ngay đường hẻm số 6 của đường liên xã, lộ giới của con đường hẻm này là lộ giới 4m7 nha bà con. Và con đường này tương lai sẽ được lên nhựa, và trên sổ thì đã thể hiện là đường nhựa rồi nha bà con. Và phía trong này thì em sẽ có một cái bất động sản ngang 4m, dài 26m, một cái bất động sản vuông vức rất là đẹp, đất cao ráo. Bà con mình có thể xây cất một căn nhà, một cái tổ ấm riêng cho mình được nha bà con. Phía trong này và khu vực phía trong đây thì mình cũng có nhà dân, và đường này thì theo em được bà con mình chia sẻ thì con đường này cũng thông luôn nha bà con. Cũng con đường này cũng là cái con đường thông, sau này họ sẽ mở rộng ra và thông qua cái khu vực sau lưng trường Lý Thường Kiệt đó bà con, ngay công an huyện thị xã Hòa Thành đó bà con. Thì công an thị xã Hòa Thành nè, trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt nè, rồi các tiện ích như là ngân hàng thì sẽ nằm ở sau lưng khu vực bất động sản này nha bà con. Sau này con đường này mà làm thông thì rất là có giá trị luôn nha bà con. Và đây là cái lô đất mà hôm nay em muốn gửi cho bà con mình xem nha. Đây là cái lô đất mà em nói nè bà con, ngang 4m nè, dài ra phía sau là 26m nha bà con. Và bà con ở đây mình có thể để ý thấy là đây, ở đây mình có những cái vệt nước sơn màu đỏ như thế này, thì tương lai thì sắp tới mình con những con đường như thế này sẽ được lên nhựa. Và những cái khu vực ở đây thì mình đều có nước máy hết rồi. Bà con mình xây nhà thì mình cũng có nước máy để mình sử dụng cho việc sử dụng hàng ngày của mình nha bà con. Ngang 4 nè, dài 26 nè, đất rất là đẹp luôn. Và con đường này thì sau này em được thêm, như em được thấy bà con mình chia sẻ là cũng là con đường thông nha bà con, thông thẳng qua bên kia luôn á. Rất là đẹp luôn. Một mảnh đất nằm ngay khu vực trung tâm của thị xã Hòa Thành, ở phía ngoài là sân bóng đá, sân vận động của thị xã Hòa Thành nè. Và những cái tiện ích xung quanh khu vực này bán kính chỉ có 1 km thì bà con mình sẽ có đầy đủ các công năng luôn nha bà con. Và giá cho cái miếng đất này là 800 triệu còn thương lượng chút đỉnh cho bà con mình nha. Ngang 4m, dài 26m nha bà con, với mức giá 800 triệu. Và bây giờ em sẽ cho bà con mình xem cái hình sổ đất của cái bất động sản này. Ở đây mình sẽ có thửa đất số 203, tờ bản đồ số 31, địa chỉ sẽ là khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành của tỉnh Tây Ninh, với diện tích là 104,1m2. Và chúng ta sẽ có 37,5m2 là đất ODT, đất thổ cư đó bà con. Và 66,6m2 còn lại là đất trồng cây lâu năm, phù hợp mục đích lên thổ cư được nha bà con. Đây là phía trước chúng ta sẽ có cái con đường nhựa 4m7 nè. Ngang phía trước nhà, ngang phía trước miếng đất của chúng ta sẽ có 4m, dài 26.30, một cạnh dài 25.96. Đó, rất là đẹp đúng không bà con? Đó. Và miếng đất của chúng ta sẽ quay về hướng Tây Nam cho bà con mình nha. Thì vừa rồi em đã chia sẻ cho bà con mình xem cái bất động sản này rồi. Ngang 4m, dài 26m, có một ít thổ cư nè, quay về hướng Tây Nam.
đất cao ráo bằng phẳng nè. Đó, chỉ có 800 triệu cho toàn bộ cái bất động sản này. Đó, còn thương lượng cho bà con mình luôn nha. Thì bà con mình quan tâm đến bất động sản thì mình có thể liên hệ 0839 666 736 để được kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh hỗ trợ cho bà con mình nha. Đó, và bà con mình đừng quên like và chia sẻ video này, đăng ký kênh nha bà con ơi, để mỗi ngày bà con mình sẽ nhận thông báo mới nhất từ kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Và bây giờ em sẽ đi ra cái con đường phía ngoài để cho bà con mình tham khảo được đường xá dân cư ở khu vực này nha bà con. Xin mời bà con. Và đây là cái con đường Châu Văn Liêm nè bà con. Đó, và theo hướng này thì bà con mình có thể đi thẳng ra đường ngã tư Ông Hồ, ra đường Phạm Văn Đồng đó bà con. Và đến đây thì em sẽ rẽ trái nha bà con. Rẽ trái vào cái con đường liên xã này. Đây là con đường liên xã, đường rất là to luôn đó bà con. Và theo cái con đường liên xã này thì bà con mình đi khoảng tầm 300m thì mình sẽ đến được hẻm số 6. Và ngay đó thì chúng ta sẽ đến được ngay cái vị trí bất động sản nha bà con. Và trên cái con đường liên xã này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều quán ăn. Và bên tay phải em sẽ là sân vận động của thị xã Hòa Thành, rất là to luôn. Còn bên trái là tổng công ty của Hùng Di, công ty rất là to, rất là nổi tiếng ở khu vực Tây Ninh em nha bà con. Và đây là cái hẻm số 6. Hẻm số 6 nè bà con. Và vị trí mảnh đất của chúng ta sẽ nằm ở trong đây nha bà con. Bây giờ em sẽ tiếp tục tiến về cái con đường Phạm Văn Đồng nha bà con. Con được gọi đó là con đường Dấu Hồ đó bà con. Và con đường liên xã này, đây bà con thấy rồi, mặt độ lưu thông thì rất là nhiều luôn. Tại vì nói giữa hai con đường lớn đó là đường Châu Văn Liêm và con đường Phạm Văn Đồng, sẽ có rất là nhiều quán cà phê ở trên cái con đường này. Nhà ở con đường này thì nhà to to không nha bà con, nhà rất là to luôn, nhà lầu không à. Và bất động sản của chúng ta thì có diện tích chiều ngang là 4m, chiều dài là 26m nha bà con. Và sẽ quay về hướng Tây Nam. Và trên đất thì mình sẽ có sẵn được hơn 30m² là đất thổ cư nha. Và đây là cái con đường Phạm Văn Đồng. Thì bà con mình có thể rẽ phải để mình đi về hướng thành phố Tây Ninh. Đi về khu vực chợ phường 4 đó bà con. Là mình sẽ rẽ phải. Còn nếu như bà con mình muốn đi về hướng chợ Long Hoa thì mình sẽ rẽ trái nha bà con. Bà con mình rẽ trái thì bà con mình đi khoảng tầm 500m nữa thì chúng ta sẽ đến được chợ Long Hoa nha. Đây là cái con đường Phạm Văn Đồng, một con đường rất là sầm uất luôn nha bà con. Thì bên tay trái em đây mình sẽ có trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt nha. Và khu vực hành chính của thị xã Hòa Thành thì cũng nằm ở khu vực này luôn nha bà con. Phía bên tay trái thì chúng ta sẽ có thị ủy của Hòa Thành nè bà con. Thị ủy của Hòa Thành nè, công an Hòa Thành đều nằm ở khu vực này. Và lô đất của chúng ta thì nằm ở gần đây. Chỉ có 800 triệu thì bà con mình sẽ sở hữu được một cái lô đất gần các tiện ích, gần các khu hành chính của thị xã Hòa Thành, ngay khu vực trung tâm luôn rồi. Thì bà con mình nè, có thể liên hệ 0839 666 736 để được kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh hỗ trợ cho bà con mình nha. Và đây là công viên Hòa Thành. Còn bà con mình rẽ phải thì mình sẽ đi vào cửa 1 chợ Long Hoa nha bà con. Rẽ phải thì sẽ vào cửa 1 chợ Long Hoa. Một vị trí rất là tiềm năng luôn. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào bà con và xin hẹn gặp lại.